Môi trường nuôi cũng là một trong năm vấn đề thường gặp của người mới chơi rùa. Trong video này, chúng ta sẽ lần lượt xem các lỗi nào thường gặp trong chủ đề này nhé. Đừng lo, đều có giải pháp cho lỗi. Lỗi 1. Độ sâu của nước. Nước không đủ ngập mai rùa hoặc quá sâu với những loài rùa bơi lội kém. Giải pháp: độ sâu của nước gập qua lưng tí là được, hoặc tạo thêm bậc thềm để rùa có thể nghỉ ngơi trên cạn khi cần thiết. Lỗi 2. Các sản phẩm có xi măng hoặc các loại đá vôi. Nó có thể phôi ra gây kiềm nước, tức là pH cao. Chỉ cần không dùng là được. Lỗi 3. Để rùa để tận hưởng điều hòa không khí. Chủ yếu rùa sẽ được dùng chung điều hòa với chúng ta. Và lúc thì bật, lúc thì tắt sẽ gây thay đổi nhiệt độ môi trường thường xuyên. Điều này chắc chắn là gây hại cho rùa rồi. Giải pháp: tốt nhất hãy để con rùa của bạn tránh khỏi điều hòa không khí. Lỗi 4. Trong thời gian dài không có mặt trời. Kết quả là mềm rùa, chân mềm, suy dinh dưỡng. Giải pháp: ít nhất mỗi tuần một lần, phơi nắng mặt trời trừ lúc ngủ đông, trước 10 giờ sáng hoặc sau 5 giờ chiều. Đây là khung thời gian gợi ý, bạn nên tự điều chỉnh, chủ yếu là không được để rùa tiếp xúc với nhiệt độ quá cao. Lỗi 5. Vật liệu làm tổ được sử dụng là tờ báo để lót chuồng. Bởi vì các tờ báo mực in có chứa chì nặng, dẫn đến ngộ độc cho rùa. Giải pháp: không dùng báo hoặc bất kỳ cái gì tương tự có thể cung cấp các loại hóa chất không mong muốn, đặc biệt là các chất màu công nghiệp. Lỗi 6. Thời tiết lạnh đang đến gần và một số chủ nuôi thấy rùa kém ăn đã dùng nước ấm ngâm rùa với mục đích cho ăn. Không cẩn thận sẽ lãnh hậu quả vì chênh lệch nhiệt độ. Giải pháp: không khuyến khích, nhưng nếu muốn bạn phải làm là dùng máy sưởi thiết lập nhiệt độ cao hơn nhiệt môi trường 3 độ C để đưa nhiệt độ môi trường rùa đang ở như thùng, chuồng nuôi hoặc bể nước lên dần trong vòng tối thiểu là 10 phút,